Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTT Shop. Ngày nay thì việc quản lý và tối ưu hóa băng thông đã trở nên vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với các mạng gia đình hoặc doanh nghiệp có nhiều thiết bị kết nối. Việc giới hạn băng thông cho từng thiết bị hoặc dịch vụ là điều cần thiết để đảm bảo sự ổn định và hiệu quả của mạng. Đối với router Medotic thì thiết bị này cũng cung cấp cho người dùng những tính năng hữu ích để quản lý và điều khiển băng thông một cách hiệu quả. Trong video lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu và cấu hình tính năng giới hạn băng thông truy cập trên router Minotic sử dụng Winbox nhé. Trước hết, chúng ta hãy trả lời câu hỏi tại sao cần phải giới hạn băng thông? Khi số lượng thiết bị kết nối internet ngày càng tăng thì việc phân bổ băng thông cho các thiết bị mạng trong hộ gia đình hoặc văn phòng càng trở nên quan trọng vì một số lý do sau. Thứ nhất là để giúp phân bổ băng thông một cách công bằng giữa các thiết bị đảm bảo rằng không có thiết bị nào độc chiếm toàn bộ băng thông gây ảnh hưởng đến các thiết bị khác. Thứ hai là ngăn chặn tình trạng quá tải, đặc biệt khi nhiều người dùng cùng truy cập internet trong một thời điểm, giúp duy trì tốc độ kết nối ổn định. Thứ ba là giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Ví dụ các bạn có thể giới hạn băng thông cho các thiết bị không quan trọng trong giờ làm việc. Nhờ đó có thể tăng tốc độ làm việc với tốc độ đường truyền tốt hơn cho những nhân viên cần sử dụng nhiều ứng dụng mạng để làm việc. Ngoài ra thì trong trường hợp bị tấn công DDoS thì giới hạn băng thông còn như một bức tường lửa giúp thiết lập một cái mức tối đa cho lượng dữ liệu mà thiết bị có khả năng xử lý được trong một khoảng thời gian nhất định, giúp làm giảm hiệu quả của cuộc tấn công này. Giới hạn băng thông trên MikroTik sẽ được thực hiện trong phần menu Queue. Queue hay tiếng Việt nghĩa là hàng đợi là một tính năng dùng để giới hạn tốc độ dữ liệu hoặc ưu tiên gói tin cho các mục tiêu cụ thể. Nó hoạt động theo nguyên tắc là loại bỏ tất cả các gói tin vượt quá giới hạn tốc độ hoặc là trì hoãn trong hàng đợi và chuyển tiếp chúng khi có thể. Có hai cách khác nhau để cấu hình Q trên router Mediatek đó là Simple Q và QG. Simple Q giúp việc cấu hình đơn giản hơn với những tỷ chọn như là giới hạn tốc độ, download, upload của một máy khách, giới hạn lưu lượng ngang hàng, vân vân. Trong khi QG để triển khai các tác vụ nâng cao hơn. Trong video lần này, chúng ta hãy cùng cấu hình giới hạn băng thông với Simple Q nhé. trên giao diện Winbox các bạn vào menu Q và chọn Simple Q ở đây các bạn nhấn vào dấu cộng để thêm một hàng đợi mới trong giao diện cài đặt này đầu tiên là sẽ phải đặt tên cho hành động ở đây mình sẽ đặt tên ví dụ là under 5M để giới hạn băng thông dưới 5 megabit per second cho một số thiết bị tiếp theo là mục Target tại đây các bạn chỉ định IP của thiết bị nào cần phải giới hạn băng thông Chúng ta cũng có thể gắn luôn interface router để giới hạn băng thông khi đi qua các interface này. IP được chỉ định có thể là một IP, nhiều IP hoặc là cả một giải IP. Ví dụ như ở đây mình đang có hai giải địa chỉ là 192.168.1.0 và 172.16.1.0 24. Mình sẽ giới hạn cho giải địa chỉ là 192.168, tức là giải mạng của máy tính mình đang sử dụng. mục DST là giải địa chỉ đích cần giới hạn. Cũng tương tự như target, chúng ta chỉ cần thiết lập một trong hai. Nếu các bạn đã chỉ định các IP trên mục target rồi thì mục này sẽ không cần làm gì nữa và bỏ qua. Phía bên dưới là lượng băng thông tối đa mà thiết bị có thể truy cập. Mình sẽ để upload giới hạn là 2 mê và download là 5 mê. Bên cạnh việc giới hạn bức băng thông tối đa cho phép truy cập thì Mirotic còn cho chúng ta một cái tùy chọn nữa đó là Burst nói một cách đơn giản thì đây là một cơ chế thưởng băng thông tức là tại một số thời điểm nhất định máy khách còn có thể nhận được băng thông vượt quá giới hạn trước đó tại sao là như vậy vì thực tế đôi khi chúng ta phải sử dụng đến các ứng dụng nhạy cảm về thời gian ví dụ như là video call hoặc là khi có lưu lượng đột biến như là khi ta tải một cái tệp lớn thì sẽ cần phải có một lượng băng thông đáp ứng đủ sự ổn định và không bị chậm hoặc là lag burst sẽ cho phép thiết bị sử dụng băng thông cao hơn mức giới hạn trong một khoảng thời gian ngắn giúp cải thiện trải nghiệm người dùng ở đây mình có một hình minh họa để giải thích rõ hơn về cơ chế này router metric sẽ tự tính toán tốc độ trung bình của Q tức là average rate cái mà sẽ được thể hiện bằng đường màu xám này khi mà nó chưa chạm ngưỡng burst threshold thì tốc độ thực tế của chúng ta sẽ đạt đến mức burst limit và cao hơn mức giới hạn tối đa mà mình vừa cài đặt còn khi mà nó chạm đến ngưỡng burst threshold thì lập tức sẽ về xuống cái mức giới hạn tối đa cho phép ở đây chúng ta cũng có ba tham số tương ứng đó là burst limit dùng để thiết lập mức thưởng băng thông cao hơn giới hạn tối đa có thể đạt được burst threshold dùng để thiết lập cái ngưỡng còn burst time là một tham số toán học dùng để tính toán tốc độ trung bình của q lưu ý rằng là burst time càng nhỏ thì thời gian thưởng băng thông càng ngắn các thông số này mình sẽ để lại ở đây và sẽ thiết lập cũng như là test ở phần sau và tiếp theo bên dưới là phần tùy chọn về thời gian để chúng ta lên kế hoạch sẽ giới hạn băng thông vào thời điểm nào nếu cần Giả sử mình sẽ giới hạn cho một số thiết bị theo thời gian làm việc ở công ty của mình là từ 8 giờ sáng đến 17 giờ 30 chiều. Từ thứ 2 đến thứ 6 để tránh việc tắc nghẽn. Ngoài thời gian này thì các thiết bị có thể thoải mái sử dụng mức băng thông như bình thường. Sau khi thiết lập xong thì các bạn nhấn Apply và OK để lưu lại. Lưu ý là nếu dòng cấu hình này chuyển thành màu đỏ thì các bạn cần kiểm tra lại cài đặt thời gian của router trong phần system clock. Nếu thời gian chính xác thì sẽ chuyển thành màu đen bình thường như thế này. Và bây giờ trước tiên mình sẽ thử test tốc độ trên laptop của mình khi chưa kích hoạt cái cấu hình ban nãy. Các bạn click vào dấu X đỏ ở đây để tạm thời disable cấu hình này đi. Mình sẽ sử dụng công cụ Speedtest của VNIX trên mạng có rất nhiều trang web speed test miễn phí, các bạn có thể lựa chọn để sử dụng. Như các bạn có thể thấy, trong điều kiện bình thường thì mức băng thông mình sử dụng được cho cả upload và download đều khá cao. Download của mình rơi vào khoảng 95 megabit per second, còn upload thì cũng tương tự. Bây giờ mình sẽ kích hoạt cấu hình này lên để xem tốc độ thực tế có giống với những gì mình đã cài đặt không nhé. Các bạn click vào dấu tích màu xanh để enable nó lên. Như vậy là sau khi kích hoạt cấu hình, băng thông cho download của máy mình chỉ còn khoảng 5 megabit và upload là 20. Và như thế là mình đã cấu hình giới hạn băng thông thành công cho thiết bị của mình. Tiếp theo là mình sẽ thiết lập thêm các thông số Burst để test. Đầu tiên là Burst Limit, mình sẽ để là 10M cho Upload và 15M cho Download. Threshold mình sẽ để là 1M cho Upload và 4M cho Download. Burst Time mình sẽ đều để là 8 giây. Ok, giờ mình sẽ test lại tốc độ để xem thử là tốc độ thay đổi như thế nào nhé. Và bây giờ băng thông của mình khi bắt đầu đo đã nhảy lên cao hơn mức giới hạn băng thông ban đầu và gần tới mức burst limit. Điều này sẽ rất hữu ích khi mà các bạn cần sử dụng các ứng dụng yêu cầu nhiều băng thông trong một khoảng thời gian ngắn như là mình vừa trình bày ở phần trên. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình giới hạn băng thông trên router MikroTik sử dụng simple queue nếu các bạn có thắc mắc thì hãy để lại comment bên dưới để mọi người cùng trao đổi nhé đừng quên like share và subscribe để ủng hộ mình nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi